Hello cả nhà, đây là ngôi chùa Pháp Biểu tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc Tết, em đi chùa lạy Phật và xin sam tại ngôi chùa này. Chùa rất là đẹp, em quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Em thích nhất là kiến trúc của ngôi chùa này, thiết kế đa số là bằng đá. Để giữ phép lịch sự của người đi chùa thì em chỉ quay được ở bên ngoài cho cả nhà cùng xem thôi. Em thích nhất là ở ngôi chùa này là rất là trang nghiêm. Những bức tường được đúc gắn từ trên cao, rất là đẹp luôn cả nhà. Nếu cả nhà có dịp tới đây thì đi sâu vào bên trong hang, rất là đẹp. Ở trên cao em thích nhất là ở cái tầng cao nhất của ngọn tháp, ở đó có thờ Ngọc Hoàng, nhìn rất là tôn nghiêm luôn cả nhà. Cả nhà thấy hay thì cho em xin một nút đăng ký nha, để em đi đâu em thấy cảnh đẹp, những điều gì hay em sẽ đăng lên cho cả nhà cùng xem nha. Biệt ở ngôi chùa này, khi cả nhà đi đến đây vào dịp Tết thì ở ngôi chùa này ngày nào cũng có tổ chức các hoạt động múa lân, từ sáng tới chiều đều có múa lân, rất là vui và đẹp luôn cả nhà.